cậu đã quay trở lại với Way to Wear Anime. Trong tháng 8 vừa rồi, chúng tôi đã đem tới cho các cậu một bộ manga tâm lý cực kỳ đen tối về tình yêu của mẹ với tên gọi Chino Wadachi. Và trong tháng 9 này, tháng của mùa tựu trường, các cậu nghĩ sao nếu như chúng tớ sẽ đem tới một bộ manga thú vị không kém của tác giả Shōzō Ooshimi về chủ đề học đường với tên gọi là Những bông hoa ác. Hãy cùng bắt đầu vào video thôi nào, let's go! Aku no Hana hay Những bông hoa ác là bộ manga được viết và minh họa bởi Shōzō Ooshimi. Nó được đăng nhiều kỳ trên tạp chí Besatsu Shōnen của Kodansha từ tháng 9 năm 2009 đến tháng 5 năm 2014. Tựa truyện được lấy cảm hứng từ tập thơ trữ tình The Flowers of Evil của Charles Baudelaire. Một số thông tin bên lề cho các cậu thì Charles Baudelaire là một nhà thơ người Pháp theo trường phái siêu thực. Đồng thời, ông cũng là người tiên phong cho chủ nghĩa thơ hiện đại. Và theo tớ được biết thì Xuân Diệu rất hâm mộ và chịu nhiều ảnh hưởng từ thơ của Charles Baudelaire. Bên cạnh manga thì một anime chuyển thể do Jazz sản xuất đã được phát sóng tại Nhật Bản từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2013. Tuy nhiên, anime đã gây ra một làn sóng tranh cãi, đặc biệt là sự bất mãn đến từ các fan nguyên tác do phần hình ảnh khác một trời một vực so với phiên bản manga. Ngoài ra, một live action cũng đã được phát hành vào tháng 9 năm 2019. Câu chuyện trong manga xoay quanh Takao Kasuka, một nam sinh cấp 2 có niềm đam mê với sách, đặc biệt là tác phẩm The Flowers of Evil của nhà thơ Charles Baudelaire. Thế nhưng, chẳng ai trong lớp cậu có thể hiểu được niềm yêu thích đó. Kasuka rất ngưỡng mộ Saeki Nanako, cô vừa là nàng thơ vừa là thần vệ nữ của cậu và cậu luôn mải mê ngắm nhìn cô từ xa, mơ ước một ngày có thể chạm tới. Một ngày nọ, cậu để quên tập thơ trong lớp học và phải quay lại trường để tìm nó. Thế nhưng không chỉ lấy được sách mà cậu còn thu hoạch được cả bộ đồng phục thể dục để quên của Saeki, nàng thơ của cậu. Và trong một phút bốc đồng, cậu đã ôm nó về nhà. Ngày hôm sau, thầy giáo thông báo rằng đồng phục thể dục của Saeki đã bị mất và cả lớp đều tin rằng có một tên biến thái nào đó đã đột nhập vào trường và lấy trộm. Kasuga đã run lên vì sợ hãi và tội lỗi khi nghe được điều đó. Xui xẻo thay, ngày hôm đó cô bạn cùng lớp kỳ lạ Sawa Nakamura đã nhìn thấy hành động của Kasuga. Thế nhưng thay vì tiết lộ, Nakamura lập ra một giao kèo với Kasuga rằng cô sẽ giữ bí mật, đổi lại cậu sẽ phải làm theo lệnh của cô, như là viết một bài văn biểu cảm về cảm xúc khi mặc bộ đồ thể dục của Saeki. Một lần, một bạn nữ trong lớp bị mất tiền ăn trưa và mọi người cố gắng đổ mọi tội lỗi lên đầu Nakamura vì cô là một kẻ khác biệt và không có bạn bè. Dù nhút nhát nhưng Kasuga đã ra mặt để bảo vệ cho Nakamura. Điều này giúp cậu tạo ấn tượng tốt đối với Saeki và cả hai trở nên thân thiết hơn sau chuyện đó. Kasuga cuối cùng cũng thành công rủ Saeki đi chơi nhưng lại để Nakamura nghe được và cô đã bắt cậu mặc bộ quần áo thể dục của Saeki bên trong suốt buổi hẹn. Mặc dù Nakamura luôn theo dõi và cố gắng buộc Kasuga thực hiện những hành động biến thái với Saeki, nhưng nhờ bản lĩnh đàn ông của mình, cậu đã vượt qua được sự tội lỗi để tỏ tình với Saeki và bất ngờ là cô đã đồng ý. Nakamura trở nên tức giận và dội nước xuống đầu Kasuga khiến cho bí mật về chiếc áo thể dục bên trong cậu suýt chút nữa đã bị lộ ra. Kasuga và Saeki trở thành một cặp, nhưng sự tin tưởng mà cô dành cho cậu khiến cảm giác tội lỗi về hành vi trộm cắp cứ thế ngày một đè nặng lên Kasuga. Cậu muốn nhờ Nakamura nói ra tất cả những tội lỗi của cậu cho Saeki và cô đã đồng ý bằng cách dẫn cậu đột nhập vào trường lúc nửa đêm, phá hoại lớp học và ghi lại tất cả lời thú nhận lên bảng. Saeki nhận ra thủ phạm là Kasuga nhưng cô từ chối chia tay với cậu và thậm chí còn cảm thấy vui khi biết cậu là người đã lấy cắp đồng phục thể dục của mình. Sự khác thường của Kasuga đã khiến mẹ cậu phát hiện cậu là thủ phạm của vụ phá hoại. Kasuga trốn khỏi nhà và được Nakamura rủ cùng nhau bỏ chạy đến bên kia ngọn núi. Thế nhưng Saeki đã bắt kịp khi họ nghỉ ngơi và cố gắng thuyết phục Kasuga quay trở lại. Không thể lựa chọn giữa hai cô gái, sự yếu đuối và bất lực của cậu khiến Saeki và Nakamura thất vọng. Sau đó cảnh sát đến và đưa cả ba về nhà. Một tháng sau, Kasuga chia tay Saeki và quyết tâm ở bên Nakamura. Cậu viết một sáng tác để gửi gắm tình cảm của mình với cô, thế nhưng bị cô từ chối. Không từ bỏ, Kasuga đến nhà Nakamura và đọc được nhật ký về sự thất vọng của cô khi không thể đến được phía bên kia. Để đạt được nụ cười của Nakamura, Kasuga đã đánh cắp quần lót của tất cả các cô gái trong lớp, ngoại trừ Saeki, và sử dụng chúng như vật trang trí cho nơi ẩn náu tạm thời mà cậu xây dựng. Điều này đã giúp cậu giành lại được sự hứng thú của Nakamura. Khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, cả hai đã lên kế hoạch phá hỏng lễ hội sắp diễn ra. Thế nhưng nơi ẩn náu của họ đã bị Saeki phát hiện. Cô dụ Kasuga đến và cố gắng quyến rũ cậu để buộc cậu ở lại thị trấn cùng cô mãi mãi. Nhưng Kasuga đã trở thành một thanh niên vô cùng cứng rắn. Cậu lựa chọn Nakamura và từ chối sự mời gọi của Saeki. Điều này đã khiến Saeki tuyệt vọng và đốt nơi ẩn náu. Nhưng chỉ vài ngày sau, cô đã đến chỗ cảnh sát tự thú. Điều này khiến người bạn thân nhất của cô là Ai Kinoshita bàng hoàng và kể hết mọi chuyện cho giáo viên về hành vi của Kasuga và Nakamura.
cha mẹ Kazuga quyết định sẽ chuyển đi nơi khác trong hè. Một ngày trước lễ hội, Nakamura đột nhập vào nhà Kazuga, tấn công cha cậu và cả hai chạy trốn. Tại lễ hội, trước mặt tất cả mọi người, cả hai nguyền rủa thị trấn và tắm trong dầu hỏa. Nhưng trước khi châm lửa, Nakamura đã đẩy Kazuga xuống dưới đám đông và định đi một mình, nhưng cô đã bị chặn lại bởi cha mình. Vài năm sau, Kazuga học trung học tại Saitama, nhưng cậu vẫn không thể quên được hình bóng của Nakamura. Một lần, cậu bắt gặp cô gái nổi tiếng của trường là Aya Tokiwa đang cầm tập thơ The Flowers of Evil trong một cửa hàng sách cũ và cô đề nghị sẽ cho cậu mượn sách. Điều này đã làm khơi dậy tình yêu văn học tưởng như đã biến mất từ lâu của cậu. Kazuga cũng phát hiện ra Tokiwa có ý tưởng cho một cuốn tiểu thuyết mà nhân vật chính rất giống như cậu của ngày xưa. Tình cờ, cậu gặp lại Saeki và cả hai hẹn nhau ăn trưa. Nhưng cuộc nói chuyện diễn ra không vui vẻ khi Saeki cho rằng Kazuga chỉ đang lợi dụng Tokiwa để thay thế Nakamura. Kazuga sau đó đến thăm Tokiwa tại nơi cô làm việc và bất chấp sự có mặt của bạn trai cô, cậu tiến tới tỏ tình và đưa cô đi. Hai người trở thành một cặp kể từ đấy. Nhận được tin báo ông đang nguy kịch, Kazuga cùng cha mẹ trở về quê hương. Cậu gặp lại Kinoshita, người vẫn luôn lo lắng cho Saeki và cô đã cho cậu địa chỉ hiện tại của Nakamura. Cùng lúc đó, Tokiwa đã hoàn thành cuốn tiểu thuyết của mình. Kazuga kể cho cô nghe về quá khứ của cậu và cô quyết định cùng cậu đi gặp Nakamura. Họ đi tàu đến Chiba và tìm đến quán ăn của mẹ Nakamura. Nhưng bà nói rằng Nakamura bây giờ đang rất ngoan và mong cậu sẽ để cô yên. Tokiwa sau đó lên tiếng hẹn Nakamura ra ngoài nói chuyện. Họ đến một bãi biển gần đó và hỏi chuyện, nhưng Nakamura trả lời rất thờ ơ, cho đến khi Kazuga bày tỏ rằng cậu rất vui vì cô không biến mất. Cả ba sau đó đã có những giây phút vui vẻ bên nhau. Trở về, Kazuga tiếp tục học lên đại học và vẫn hẹn hò với Tokiwa. Một lần, trong khi ngủ, cậu mơ thấy bông hoa ác đang dần héo úa và tương lai của những người bạn của cậu hiện ra. Cậu kết hôn và có một đứa con với Tokiwa. Saeki lập gia đình và đoàn tụ với Kinoshita, còn Nakamura sống mãn nguyện với cha mẹ của mình. Khi tỉnh dậy, Kazuga bắt đầu viết nên cuốn tiểu thuyết của riêng mình. Đó là toàn bộ câu chuyện đã diễn ra trong Aku no Hana, và tiếp sau đây sẽ là những phân tích của tớ về các nhân vật chính trong manga. Kazuga được xây dựng là một học sinh cấp 2 yêu thích văn học và sống nội tâm. Cậu luôn cảm thấy xa lạ và ngột ngạt với thế giới xung quanh bởi cậu cho rằng mình khác biệt và ít ai có thể hiểu được tính trừu tượng trong tác phẩm The Flowers of Evil cậu luôn mang theo. Kazuga dành sự ngưỡng mộ của mình cho cô bạn cùng lớp Saeki. Đối với cậu, cô là nàng thơ, là nữ thần, nhưng điều đó không có nghĩa là Kazuga yêu cô. Ngay từ khi tỏ tình với Saeki, cậu đã nói rằng cậu muốn được cùng cô trải qua một tình yêu thuần khiết. Nhưng sự thật phơi bày ngay trước mắt cậu thì không phải như vậy. Saeki chỉ là một cô gái bình thường. Cậu trở nên bối rối khi tiếp xúc thân mật với cô và những cảm xúc hưng phấn khi được hẹn hò cùng nàng thơ của mình cứ thế dần phai nhạt đi. Ngược lại, nếu như ban đầu Kazuga đối với Nakamura chỉ có sợ hãi và e ngại, thì mối quan hệ của hai người lại có thể tiến triển nhanh chóng do có sự đồng cảm sâu sắc. Tình cảm cậu dành cho Nakamura không phải là sự lãng mạn thường thấy, mà là sự kết hợp của những say mê, lý tưởng và phục tùng. Kazuga đã từ chối Saeki để theo đuổi một viễn cảnh tương lai với Nakamura, khi họ có thể vượt qua phía bên kia ngọn núi, rời khỏi thị trấn, bởi cả hai đều cho rằng mình khác biệt và không thể chịu nổi cuộc sống gò bó, chỉ gói gọn trong thị trấn nhỏ bé, bị những ngọn núi cao lớn bao quanh. Manga thực sự đã làm rất tốt khi miêu tả về quá trình trưởng thành của Kazuga từ khi cậu mới chỉ là một cậu nhóc cấp 2, đặc biệt là những suy nghĩ non nớt và nổi loạn trong cậu khi luôn cố gắng để trở nên khác biệt với mọi người, thường cãi lời cha mẹ và có những hành động bồng bột của tuổi dậy thì như lấy cắp đồ thể dục của tình đầu hay nguy hiểm hơn là có ý định tự sát. Nhưng ai rồi cũng phải trưởng thành, Kazuga mang theo nỗi nhớ nhung đối với Nakamura để rồi gặp được Tokiwa. Nếu Nakamura là bóng đêm bao bọc, là giọng nói quẩn quanh bên tai cậu, là suy nghĩ nổi loạn để cậu làm bất kỳ những gì mình muốn, thì Tokiwa giống như ánh dương soi rọi vào cuộc đời đã trống rỗng của cậu, tiếp thêm cho cậu khát vọng được sống, giúp cậu vượt qua quá khứ để tiếp tục bước đi. Nhờ vậy mà cậu có được dũng khí để bày tỏ với Tokiwa và gửi lời xin lỗi đến những người từng bị tổn thương bởi hành động của cậu ngày trước. Khi gặp lại Nakamura, Kazuga đã bày tỏ với cô rằng cậu cảm thấy vui vì cô đã không biến mất. Điều này thể hiện rằng cậu cuối cùng cũng đã buông bỏ được quá khứ của cả hai. Có thể nói Nakamura là nhân vật có nội tâm rất ấn tượng. Ngay từ đầu, Nakamura chỉ có thể được hình dung bằng câu nói, đó là khác biệt đến lập dị. Cô hoàn toàn không quan tâm đến thế giới xung quanh và khinh thường bất cứ ai cùng cô tiếp xúc. Sự tồn tại của cô bị bạn cùng lớp phớt lờ. Họ thường xuyên nói xấu và thường xuyên đổ mọi tội lỗi cho cô, thế nhưng cô còn chẳng thèm bận tâm. Nakamura cũng có cái nhìn rất khác. Cô coi thế giới như một biển bọ, chỉ quan tâm đến tình dục nhưng lại luôn đeo thứ mặt nạ vui vẻ, giả dối và cô muốn cố gắng để thoát khỏi nó. Đối với Nakamura, tất cả mọi người chỉ là những bóng đen mù mịt.
Duy chỉ có Kasuga là một người có bản chất gần giống cô nhất, mặc dù cậu ta vẫn bị chôn vùi bên dưới những tầng lớp tôn nghiêm mà xã hội tạo ra. Vì thế, cô quyết định thực hiện một giao kèo với cậu, với mục đích là để bóc trần những lớp ngụy tạo và phơi bày ra bộ mặt thật mà cậu ta đang che giấu. Ban đầu, cảm xúc của Nakamura đối với Kasuga chỉ là sự hứng thú nhất thời. Cô coi cậu như một vật thí nghiệm hay một thứ đồ chơi và sẵn sàng bỏ rơi cậu ngay cả khi cô nhận thấy sự tầm thường giả tạo ở cậu. Tuy nhiên, theo thời gian, cô nhận thấy rằng cậu đã thực sự cố gắng để gần cô hơn và họ đã dành nhiều thời gian ở bên nhau, cùng thực hiện những trò nổi loạn cho đến khi mọi chuyện đi quá xa là cả hai có ý định tự thiêu cùng nhau. Một hành động khá khó hiểu của Nakamura khi đó là đẩy Kasuga xuống và muốn đi một mình. Không rõ là có phải cô đột nhiên cảm thấy thương cho Kasuga và muốn cậu sống tiếp, hay cô cho rằng Kasuga vẫn còn quá tầm thường và chưa xứng đáng để được cùng cô chạy trốn sang thế giới bên kia. Điều này không bao giờ được tác giả giải đáp cho đến tận những chương cuối cùng. Khi Kasuga gặp lại Nakamura nhiều năm sau đó, cô đã thay đổi rất nhiều, trở nên bình tĩnh và yên lặng hơn. Có thể thấy cô gái ngỗ nghịch ngày trước ấy cũng đã trưởng thành và có con đường đi của riêng mình. Đó là toàn bộ cốt truyện cũng như cảm nhận của tớ về bộ manga Aku no Hana. Các cậu có ý kiến như thế nào về bộ manga này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới phần bình luận để chúng tớ được biết về nhé. Đừng quên nhấn like và subscribe cho Way2Wear Anime. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Way2Wear out.